cái cột này nó chả có sơn phết gì cả, nó tự nó đen như thế nó thôi, nó đen bung như vậy đó, đen bung mà đinh đinh đóng không được gì, đinh không được, muốn mà đó là phải khoan. Dạ. Cho nên cái này không đóng đinh gì cả, mấy cái này là khoan hết, khoan hết. Đây là cái bắt đầu mình bước vô trong cái phủ thờ của gia rồi. Đình Lê Công. Lê Công. Dạ. Thì ở đây đó là bắt đầu khai đất để mà xây cái phủ thờ này vào năm nào anh Lê? Cái này á thì không có thể nhớ được. Dạ. Tại vì theo lịch sử mà viết lại thì bây giờ nó có khoảng cái thời gian 1819-20 gì đó. Dữ vậy là, đó. Ừ. Dạ. Dạ. Chuyển về đây rồi. Dạ. Cái phủ thờ ngày xưa nó là tre lá chứ không phải là đồ sộ như dạ. bây giờ. Đó bây giờ vậy đó. Thì bây giờ bước vô tới đây. Nhưng mà trước khi anh đi vào cái chi tiết á, thì ở ngoài cái kiến trúc nhìn na ná như là kiểu Tây. Đúng vậy. À, bên trong này thì hoàn toàn là ta. À, thì xây dựng thời đó đó. Thì tôi có một cái người ông bác của tôi đó, tất nhiên là ông thân sinh của Bác Hai Chánh nè. Bác Hai Chánh. Lê Công Bộ đó. Dạ. Lê Công Bộ đó. Dạ. Ông là cái người có làm việc cho Pháp. Cho nên á, khi mà xây dựng đây không có mướn kiến trúc sư nha. Yeah. Không có kiến trúc sư gì cả. Cái đầu óc ông á. Yeah. Ông mới ngồi, ông nghĩ xây dựng kết hợp với mấy ông thợ. Thì xây dựng cái này là người Bắc cất chứ không phải người Nam mình cất đâu. Cái người Nam Bộ mình chỉ là lợp thôi. Yeah. Tất cả con kiến trúc thì người Bắc hết. Yeah. Người Bắc phải làm hết. Tức như là thợ thầy từ ở ngoài Bắc đi vô trong đúng, này. Đúng. Rồi từ ở đây thì ai là cái người mà hướng dẫn là phải cất như thế này, rồi. Phải đục đẽo nó như thế rồi, này. Rồi bây giờ đưa vào đây, thằng Phan Tử kể thế này. Dạ. Để chúng ta bước vô ở đây thì bây giờ xin nói rõ các vị về cái phần tôi tắt ngang đi trang trí nha. Dạ. Trang trí đây nè. Dạ. Theo Tây phương. Theo Tây phương. À, Tây phương có nghĩa là sao? Đèn nè. Đèn. Bà ha. Rồi. Bàn ghế này nè. Dạ. Là của Trung Quốc. Họ đi Tân Gia đó. Dạ. Mấy cái qua mấy cái phố họ đi Tân Gia. Đó thì bây giờ đây cái trang trí theo cái của Tây phương. Bây giờ chúng ta mới bước vào trong Đông phương. Đây là Đông phương, từ đây, đây bước Đông vô phương, là đây Đông trở phương. Vô. Đây là cái cách thờ tự theo Đông phương của người Việt Nam. Từ ở cái gian này đi vô là bắt đó, đầu. Đó là đó Đông phương thì đó gian. Đó hình ảnh bàn thờ đầy kia kia nọ. Dạ. Đó ta chạm đó là tôi để giới thiệu sơ cho ông thấy vậy đó. Bây giờ nó nhiều chuyện đó mà tôi kể mấy cái đồng hồ chưa có hết đúng nữa. Đúng rồi. Dữ lắm. Dạ. Cái là cái cửa chánh, cái chỗ thờ chính ở đây đó. Dạ. Rồi khoan để tôi nói. Dạ. Bây giờ bà sợ tôi bà tổ đó. Dạ. Bà là tiếp nối sự nghiệp của chồng mình. Dạ. Thành ra bà là người đàn bà đứng ra để mà cai quản theo người Bắc. Dạ. Cái người đàn bà là người chánh. Cái người đàn ông thì lo cái việc nước, cái đàn bà lo việc nhà. Dạ. Đó thì cho nên đó là sau khi ăn ở rồi sanh ra 7-8 người con. Yeah. Rồi tôi nói tắt đi, bắt đầu hồi xưa nó cũng có phủ thờ chỗ này mà lợp bằng tre, lá, lợp lá, vách ván. Rồi tới cái thời kỳ đó, cháu của ông tổ tôi đó là cái bà Lê Ngọc Hạnh, là bà này nè. Cái hình bà này, đây. Bên này, đây. Ở đây. Cái này nói tắt ngang chút, bà cụ này nè. Dạ. Yeah. Bà cụ này, Lê Ngọc Hạnh là con thứ 9 của ông Lê Công Thành. Dạ, yeah, đó là ông Lê Công Thành mà thay mặt anh em trong này để mà coi gìn giữ cái tài sản lại của cha mẹ, đồng thời hiến đất cho nhà nước, hiến đất cất cái bệnh viện Châu Đốc. Bây giờ ở bên kia nó là cốt mắt đó. Dạ. Cất đất bà này đời thứ tư. Bà đứng lên bà mới xây dựng cơ ngơi này, bà Lê Ngọc Hạnh. Dạ. Đó, xây dựng năm 1908 đến 1912 hoàn tất. Từ đó cho đến bây giờ đó là bắt đầu cất ngơi. Ông Lê Công Thành nó tới 4 bà lận. Ồ, 4 lận. Rồi. Rồi ông thứ ba nó cũng 4 bà nữa. Hồi xưa 4 bà, 4 bà cháu à. Ai cũng 3, 4 bà. Rồi. Tránh thiếp. Tôi nói cái này bởi vì nó quá nhiều, không sắp đặt theo cái trình tự được. Dạ. Đối với bây giờ cái chơi ngược lại cái kiến trúc mà Đông phương á thì có những cái cột trụ. Rồi, trong giờ cái này những cái cột trụ như thế này thì ông Lê Công thời có chia sẻ rằng là hoàn toàn chạm bằng tay, thì dĩ nhiên là thời đó là chạm bằng tay đúng, rồi. Đúng như vậy. Mà những cái người thợ thầy là cũng ngoài Bắc vô. Ngoài Bắc là nghề.
Là nghề. Là nghề chúng ta bây giờ đấy. Dạ. Là nghề vẫn duy trì đó. Vẫn còn duy trì. Họ vô đây để mà chuyên rồi cái gỗ này thì đưa từ đâu về rồi có cái gỗ này mà nó tồn tại cả hơn trăm năm như thế này. Tôi như vậy ông hỏi một câu rất là hay. Yeah. Ông thấy tạ nói chung đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đó, yeah, kể cả rừng ở ngoài kia đó, yeah, cũng không có gỗ này. Cũng không có gỗ này. Thì phía sau là phía sau cái cột nó thế này, nó thế này, đó cột này nè. Mà cái cột này nó chả có sơn phết gì cả. Nó tự nó đen như thế nó thôi. Nó đen bung như vậy đó. Đen bung mà đinh đóng không được. Gì? Đinh không được, muốn mà đó là phải khoan. Dạ. Cho nên cái này không đóng đinh gì cả. Mấy cái này là khoan hết. Khoan hết. Rồi dạ. bây giờ tôi kể cho cái cột nè. Dạ. Cái cột này mua ở đâu? Dạ. Mua từ bên Lào. Bên Lào đem về. Rồi kết bè qua Campuchia thả trâu sông về đây. Ừ. Về đây đó thì bây giờ cái cột này đó được tập kết ở đây bắt đầu từ ngay cái chỗ ủy ban á, chỗ cái cầu bây giờ đó, cầu hồi xưa đó, cầu Pháp nó dựng nha. Dạ. Cất cái cầu bây giờ mình ra đó chỗ tượng đài Cát Ba Sa đó. Dạ. Hồi xưa cái cầu đó gọi là cầu quan đó, đó được Pháp họ xây dựng cái cầu. Dạ. Cái quyền Pháp đó. Dạ. Họ dùng tàu bè đồ như kể cả phi cơ chạy với nước họ bắt đầu đi lên cái tòa hành chánh bây giờ đó. Dạ. Nó cho nên là tập kết gỗ này từ đây xuống tới cái cầu Lò Heo. Cái cầu, yeah, Lò Heo tất nhiên là cái đường Nguyễn Trường Tổ đó. Yeah. Cái chỗ mà cái mấy chỗ cái nhà hàng đây nè, nhà hàng bên đây nè đó. Rồi bây giờ từ đó đó, bây giờ muốn đem vào để cất thì nó xa, cho nên con anh của bà này là ông thứ sáu á. Yeah. Ông mới nghĩ cách ra cái sông thế này. Sông đang chạy như rồi là, đang chạy vậy sông đó đó. Ông đây nè, ông chẻ bên đây, chẻ bên đây, ông cắt bên đây, rồi bây giờ ổng đào. Yeah. Ổng đào để di chuyển các cây cột này cho gần đây để đem lên cất. Đi tắt vô. Nghe 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 chỗ nghe. Dứt cái cột mà nó xa làm sao đem vô được. Hồi xưa không có móc, mới dùng những cái trục á đem lên. Rồi từ thời gian mà đào cất như vậy rồi đó. Yeah. Thì chỗ này nó trở thành là một cái chỗ lý tưởng sau này cái thằng Pháp á, nó nhìn nó thấy. Yeah. Nó thấy cảnh này hay quá đi. Cho nên khi mà làm đường lại rồi cái nó không cho bít lắp cái này, nó vẫn để nguyên hai bên này. Thì trước đây cái sông khi bùn nó nổ lên cái nước nó tấp vào đây. Ừ. Rồi hai bên này nó trở thành là như nó một cái piscine, cái hồ tắm lớn tắm đó. Đó. Trở thành một cái hồ tắm và đồng thời cũng là trở thành một cái nơi mà hồi xưa nước nó chảy đó. Yeah. Tàu bè ở dưới đi lên. Sóng gió này chìm hết. Cho nên họ ghé vào đây họ trú. Ừ. Họ trú khi nào hết sống họ đi. Yeah. Rồi sau này rồi thì bây giờ là cất cái bệnh viện thì sẵn chỗ đây cũng là một cái chỗ cơ hội để chuyển bệnh lên trên cái bệnh viện này. Bệnh viện đó ông bà chú tôi cũng cho tiền để cất. Yeah. Mà cái bệnh viện này không phải một người cho đất, một người có tiền. Thì hồi xưa ông bà chú tôi cho cái phần đất bên đây là ông Lê Công Thành cho nè. Dạ. Cất bệnh viện thì cái ông mà bỏ tiền để cất bệnh viện đó là cái ông người Tàu, ông là tên này Hóc Chai, ông Hóc Chai đó, ông người, yeah, Tàu. Yeah. Ông bỏ tiền rồi cho đất cất, hình thành lên cái bệnh viện cho, yeah, đất cất. Thì nói chung ra là bây giờ thì chúng ta cũng biết là cái lịch sử của gia đình Lê Công đó là có từ ở ngoài Bắc rồi đi vào trong này để mà theo cái đoàn của ông Nguyễn Hữu Cảnh. Cảnh. Nguyễn Hữu Cảnh. Yeah. Của ông Nguyễn Hữu Cảnh. Thì để mà vào trong này là khai mương, khai thác ra những cái nơi để mà sinh sống. Thì từ ở bên Tân Châu đi qua trôi giạt bên này. Thì cái nhà tổ này ngày hôm nay chúng ta đứng đây đã trên 100 tuổi rồi. Trên, hơn. Dạ. Nếu mà nói về còn cái tôi nói như cái đầu tiên cất chúng ta thiếu điều kiện á. Dạ. Là lợp bằng lá, rồi vách thì bằng gỗ. Thì hồi thời đó thì qua xa sau rồi. Nó không là trên 100 năm. Nội cái xây dựng này là trên 100 năm rồi thì, yeah, bắt đầu là cái nhà cũ. Bây giờ nhà lá chúng tôi bỏ đi và cất lên gạch ngói tường là từ thời đó là 1909. Yeah. Tới 1912, 3 năm hoàn tất cái cơ ngơi. Wow. Này đó. Theo cái sự hiểu biết của ông Lê Công Thời thì không biết là trong cái đất nước Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều người cũng đi khai mương, khai công, rồi khai đất đai để mà lập nghiệp. Ừ. Cũng có nhiều cái nhà tổ như vậy. Ừ. Không riêng gì gia đình Lê Công, không biết là có ai hay là cái chỗ nào còn cái nhà nó tương tự giống như vậy không? Nó thế này, tại vì ở Châu Đốc này nó có mấy cái ngôi nhà cổ. Dạ. Thì phải nói ở đây
là một cái ngôi nhà lớn nhất của hồi xưa nữa, tỉnh Châu Đốc rồi sau rồi trở thành đó, bây giờ là mà thị xã Châu Đốc sao trở thành đó, rồi tỉnh mà trở thành phố, cái đời ông Thiệu làm ông trả về tỉnh Châu Đốc, rồi bây giờ cách mạng rồi thì thị xã bây giờ từng bước lên nó thành phố, thì bây giờ ở đây chỉ có một cái nhà xưa nữa, đó là cái nhà xưa ở từ chợ đi lên. Cái nhà cổ xưa nó gọi là tên tới cái bà Tám An đó. Bà Tám An cũng là gốc con nhà giàu Đốc Phủ vậy đó. Dân sống theo Pháp. Mới về cất cái ngôi nhà hiện giờ ông có chắc ông đi lên trên đó rồi chưa? Dạ chưa. À để đi thì cái con đường phía sau Bồ Đề Tu quên cái đường nó đi chạy thẳng, nó có cái nhà xưa bên tay trái. Nó cũng xưa nhưng mà nó không xưa bằng cái này. Cái này tại vì nó cất cái biểu tượng của nó là cho tới cả gần một cái thành phố Châu Đốc này đó, chứ không phải đơn giản. Đất đai rất là phì nhiêu, rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Rồi tôi nói về nhà cổ đó thì ở đây người ta nói một cái ngôi nhà nó cất ở trên một cái diện tích lớn. Cho nên đó là ông nhìn ông thấy cái hai ở ngoài đó đó. Từ cái cổng đó. Cái cổng đó. Dạ. Cái tắt Lê Phủ Từ Đường. Lê Phủ Từ Đường. À. Lê Phủ Từ Đường nó là cái gì, nôm na nó là cái gì? Tất nhiên cái ngôi nhà xưa này nó cất ở trên một cái đất rộng lớn. Phủ huyện thị gì đó, một ngôi nhà cất trên một đất rất rộng lớn là Lê Phủ Từ Đường này, một cái vua thờ cất để thờ của dòng họ lớn. Lớn. Cái nôm nao là bây giờ người đời trong cái thế hệ con cháu bây giờ đó nói tới thì họ không có nghĩ tới Lê Phủ Từ Đường mà họ nói là nhà lớn Châu Đốc. À, nói về cái từ nhà lớn Châu Đốc nó thế này. Từ ngày xưa đó thì sau khi mà ông bà con cháu sanh ra rồi phát sinh ra nhiều đó thì có một số đó, có chồng có con về Sài Gòn. Mình kêu Sài Gòn chứ không kêu thành phố bây giờ. Thì về trên đó rồi bà con có một số bạn bè sống lâu năm tại Sài Gòn. Thì bây giờ có những người đó họ đi về Châu Đốc, họ chưa biết Châu Đốc ở chỗ nào, đi về đây thì họ muốn đến họ thăm trong này thì biết đầu tiên đó thì họ đến Châu Đốc. Thì bà hỏi tên người này người kia người nọ để mấy cái ông mà đạp xe lôi bây giờ đó. Cái này là đạp xe hồi xưa đó. Xe kéo cũng có đó, nhưng mà cái xe lôi thì từ đó tới bây giờ là cái người một người mà kéo trên chiếc xe 3-4 người hoặc xe lôi nó kéo lôi đó. Thì bây giờ không có hỏi ai đó, mấy ông xe lôi này bây giờ ông nói ở giờ bà đi đâu, tôi chở bà đi. Thì cái bà cụ nói thì bây giờ tôi tìm này kia nọ là kia nọ. Hỏi rồi bây giờ ở đây thì bây giờ nói như thế đâu biết ai tìm. Ở đây bà muốn tìm, tôi có nhiều hạng, người nghèo, người trung, người giàu. Thì ở đây nó nhất là một cái dòng họ lớn đó, có cái nhà lớn. Cái nhà lớn là cái danh từ này của mấy ông xe lôi ông đặt. Ồ, từ trước đến giờ. Thì bây giờ bà cứ đi vô bà coi cái nhà nào cổ xưa nhất, lớn nhất, bà hỏi đi. Đó thì bà đó bà mới hỏi, bà mới tầm ra thì thì hóa ra đây là một cái dòng họ lớn. Thì ra ngoài cất cái vũ thờ này xung quanh còn cất những cái nhà xung quanh này nè. Lúc đó thì lúc đó là có bao nhiêu gia đình của gia đình Lê Công xung quanh đây? Không có bao nhiêu hết. Thành ra một số nào á thì cha mẹ sanh ra anh em á thì một số nào ở cha mẹ ở, còn một số thì cứ tha phương cầu thực đi. Còn người ở lại rồi thì ông cất cái nhà vào vòng đó. Đó cũng là ná cái giống như tập thể đó. Vậy thôi đó là sống tập thể. Hồi đó ăn chung. Rồi đám giỗ ăn chung. Rồi bây giờ là cái gì đó ăn chung hết. Rồi cúng kiếm tập trung ở đây, rồi cúng rồi chia phần. Thí dụ tôi nói là như bây giờ những mùng 3 Tết á, người ta cúng ra mắt, cúng gà, cúng gì thì bây giờ thí dụ nó có 10 cái nhà thì phải làm 10 con gà, cúng xong mỗi nhà phát một con. Còn cái đám giỗ lớn tập trung lên đến đây mà ăn, kể cả cái nhà tôi bây giờ dưới đó nè, cái nhà mà anh và anh thấy đó, cái nhà lúc xưa cất để lợi cho ông nội tôi. Ông nội tôi đó ông làm thủ quỹ ông giữ rồi nên mà cho cái nhà đó ở tới bây giờ luôn, ở ông nội tôi tới cha tôi tới tôi trà truyền con nối. Như vậy thì đó cũng phải là cái lý do mà tại sao bây giờ nó nảy nở ra cái quán Mê Công đó, là giống như là để gợi lại cái phong tục của gia đình mà ăn chung như vậy. Cái quán Mê Công này thì nó thuộc về đời sau rồi. Sao? Đời của đời của bác hai tôi thôi. Tới ông già của ổng là ông bác tôi, cái ông mà đứng ông chỉ huy cất cái này là ông trước đó không có bán cái này. Tại hồi xưa đó cái dòng họ Lê Công này đó, những người mà có đất đai tiền của chắc mình tìm cái chỗ mình ngồi. Đây, tôi mới lại ngồi đây. Còn nhiều chuyện mà tôi nói tới kể ông nhiều lắm.